Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Vlog. Thì hôm trước mình có xem một cái clip của NTN có giới thiệu về cậu ấy có mua một chiếc xe, đó là Ducati Panigale 959. Và hôm nay chúng ta hãy tìm hiểu một chút thông tin về chiếc xe Ducati 959 Panigale này. Thì nó có những cái thông số gì, có những ưu nhược điểm gì và giá thành của nó ở Việt Nam sẽ là sao nhá. Ok. Moto 959 Panigale Ducati sở hữu động cơ L-Twin Super Quattro và 955 phân khối và công suất 157 mã lực. Ra mắt lần đầu tiên vào cuối năm tại triển lãm ICMA 2015 trên đất Italia, Ducati 959 Panigale được đánh giá là một trong những mẫu trước siêu xe nổi bật nhất ở cái thời điểm đó. Và tại sự kiện Audi Progress VC diễn ra tại Hà Nội ngày 9 tháng 6 thì Ducati Việt Nam đã chính thức giới thiệu siêu mô tô này tới người dùng trong nước ở Việt Nam. 959 Panigale sở hữu thiết kế góc cạnh khá giống với những người anh em khác như là 899 Panigale hay là 1299 Panigale, và mẫu Superpie này thì có kích thước dài rộng cao lần lượt là 2056x810 và 115mm, và trục cơ sở của xe ở mức 1431mm, và trọng lượng của Ducati 959 Panigale là 200kg. Cụm đèn pha được thiết kế cực kỳ góc cạnh và tích hợp đèn LED chạy ban ngày và đèn xi nhan của 959 Panigale tích hợp trên gương chiếu hậu. Cụm tay đài slip-on đạp thấp đặc trưng cho dòng Superbike và Sportbike, và Ducati 959 Panigale được gắn trợ lực xoách giúp người lái thuận tiện hơn khi điều khiển chiếc xe, và bình xăng mang thiết kế rất là cơ bắp và cực kỳ là khỏe khoắn. Cụm đồng hồ hiển thị dạng LCD hoàn toàn với nhiều thông tin liên quan đến quá trình vận hành của xe, và phong cách thiết kế cụm đồng hồ không khác biệt so với những người anh em là 899 Panigale. Ducati trang bị cho 959 Panigale bộ lốp không xăm kích thước là 120x70 RS17 và vành hợp kim 10 chấu trọng lượng cực nhẹ và giảm xóc hiệu Showa, và đường kính là 43mm điều chỉnh được và hành trình là 120mm. Cặp phanh đĩa đôi phía trước đường kính là 320mm và hỗ trợ công nghệ chống bó cứng phanh ABS. Đuôi xe của Ducati 959 Panigale được thiết kế cực kỳ gọn và đèn hậu thì dùng bóng đèn LED, và tuy nhiên thì đèn xi nhan thì lại có kích thước khá là lớn. Hệ thống giảm xóc sau thì đặt ngang thân xe và kiểu lò xo trụ đơn do Swatch sản xuất, và kết cấu khung sườn của 959 Panigale dạng nhôm liền khối. Yên xe có chiều cao là 840mm và xe có 2 chỗ ngồi, và Ducati 959 Panigale được trang bị nhiều công nghệ an toàn hỗ trợ người lái cao cấp như là Ducati Quick Shift EQS, sang số nhanh hoặc là Ride Mode, chế độ lái bao gồm công nghệ Ride by Wire và hệ thống chống bó cứng phanh ABS 3 cấp độ, và Ducati Transition Console DTC và Engine Brake Control EBC đặc trưng của dòng Panigale. Ducati 959 Panigale sử dụng động cơ L-Twin có dung tích là 955 phân khối và Super Quattro và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, và sản sinh công suất 157 mã lực tại 1050 vòng trên phút, và mô men xoắn cực đại là 107,4 Nm tại 9000 vòng một phút. Ducati 959 Panigale bản Thái Lan giá 592 triệu đồng tại Việt Nam, và Ducati 959 Panigale sản xuất tại Thái Lan có ngoại hình và tính năng tương tự như là bản của Italia, và tuy nhiên thì giá thấp hơn gần 300 triệu đồng.
Như vậy ở trên thị trường thì sẽ có hai phiên bản Ducati 959 Panigale. Ducati 959 Panigale phiên bản 2016 là một mô tô thể thao hạng trung thay thế cho mẫu 899 Panigale. Mặc dù vậy thì lần nâng cấp động cơ này khiến 959 Panigale gần như là đạt tiêu chuẩn trên một siêu mô tô 1.000 phân khối. Những thay đổi chính trên 959 Panigale bao gồm động cơ lớn hơn và thân thiện hơn với môi trường nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 và khung xe cũng nhẹ hơn các phiên bản cũ. Bộ khung của 959 được sửa đổi lại để thấp hơn 4mm và chiều dài cơ sở lại tăng thêm là 5mm và đạt kích thước là 1431mm. Thời gian gần đây thì Ducati có xu hướng là tăng dung tích xi lanh động cơ sau mỗi lần nâng cấp và cỗ máy L-twin góc nghiêng 90 độ trên 959 Panigale, hành trình piston lên tới là 60,8mm và tương tự người anh lớn là 1299 Panigale và dung tích động cơ tăng lên là 955cc. Những thay đổi mới cho động cơ gồm bộ ly hợp chống trượt, vòi phun nhiên liệu được thiết kế lại thì để giúp 959 đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải Euro 4 và tiếng ồn thì đầu xi lanh và trục cam cũng được thiết kế lại hoàn toàn và ngoài ra thì hệ thống ống xả đôi cũng thay thế cho kiểu ống xả nằm dưới gầm như là các cái mẫu Panigale trước đây và kiểu ống xả này chỉ có ở phiên bản châu Âu mà không lắp ở phiên bản Mỹ và ống xả lớn hơn khiến trọng lượng xe tăng thêm là khoảng 5kg. 959 Panigale có khe hút gió rộng hơn và cải tiến tính khí động học và thể thao hơn rất là nhiều và các cửa hút khí bên hông được thiết kế lại cùng với gương chiếu hậu thế hệ mới và hệ thống đèn pha thì cực kỳ là thể thao. Và phần đuôi xe thì đậm tính khí động học với hai khe khuếch đại được đặt bên cụm đèn hình chữ X, đèn xi nhan lớn hơn và tách rời ra. Các công nghệ hàng đầu trên Ducati như là cần chuyển số nhanh Quick Shift, điều khiển bướm ga điện tử Ride by Wire hoặc là ABS 3 chế độ của Boss thì hệ thống phanh động cơ Endrin Brake Control đặc trưng cho dòng Panigale đều có mặt hết trên 959. Hệ thống giảm xóc hành trình ngược phía trước có thể điều chỉnh và phù hợp với từng loại điều kiện đường xá. Đây là một yếu tố hết sức là quan trọng để giúp cho những người điều khiển những chiếc xe 959 Panigale có thể đi được mọi cung đường. Phanh đĩa kép đường kính là 320mm kết hợp với Helio Brem Pro và chống bó cứng phanh tiên tiến và phuộc ngược hiệu Showa đường kính là 43mm và khoảng nhún là 13cm. Trên hình ảnh của các bạn đó chính là hệ thống phanh đĩa ở phía sau và hệ thống phanh này thì có đường kính là 245mm và có công nghệ chống bó cứng phanh ABS hoàn toàn hiện tiên tiến và hiện đại. Hệ thống khung của 959 gần như là được cải tiến để giúp cái cảm giác ngồi trên xe thoải mái hơn cực kỳ và phù hợp với việc sử dụng hàng ngày cũng như là tăng cái ổn định khi những chiếc xe này đi đua. Và chỗ để chân thì bằng phô nhôm cắt nhằm tăng cường độ bám chân khi điều khiển chiếc xe này. Với những cải tiến động cơ và khung xe thì Ducati 959 Panigale đã tiến gần hơn tới phân khúc những mẫu Superbike 1.000 phân khối và tạo ra khoảng cách rất lớn với các đối thủ Sportbike hạng trung như là CBR600RR của Yamaha hay là Kawasaki ZR6R. Công nghệ mới của 959 Panigale giúp trục khỉu nhẹ hơn so với 1299 và piston cũng được giảm ma sát và tăng độ bền nhờ phủ một lớp DLC. Tỷ số nén thì vẫn không thay đổi ở mức 12.5:1 và khối động cơ trên 959 Panigale sản sinh ra 157 mã lực tại 10.500 vòng trên phút so với 148 mã lực tại Panigale 899. Mô mê xoắn cũng được tăng lên từ 98.9 Nm lên là 107 Nm và sự gia tăng độ dài khoảng cách chạy của piston khiến trục khỉu phải thiết kế lại. Hệ thống bôi trơn và các thanh cũng phải được thiết kế với kết nối mới. 959 Panigale chỉ có hai màu, một là đỏ truyền thống với bánh xe sơn đen hoặc là trắng lụa với bánh xe sơn màu đỏ. Và nếu chỉ về nhìn bên ngoài thì phiên bản nhập khẩu Italia màu trắng hay là phiên bản nhập khẩu Thái Lan thì không có sự khác biệt. Như vậy tổng kết lại thì thật sự mà nói thì Ducati 959 Panigale thì cực kỳ tuyệt vời. Bên cạnh động cơ mạnh mẽ, thiết kế tinh tế, thể thao, khí động học nhẹ nhàng hơn với các công nghệ hỗ trợ người lái khá đầy đủ, khiến chủ nhân của nó thì dễ dàng thuần cái cỗ máy này hơn bao giờ hết. Và hơn bao giờ hết chính là những cái cảm xúc khó tả khi bên cạnh chiếc xe 959 Panigale và chỉ duy nhất ở một chi tiết của 959 Panigale nhận được nhiều sự đánh giá không cao, đó chính là gương chiếu hậu của xe không được thể gặp lại được. Rồi, như vậy chúng ta vừa tìm hiểu qua một chút thông tin về chiếc xe Ducati 959 Panigale. Và trong video thì có sử dụng một số hình ảnh từ diễn đàn tinh tế. Và
Đánh giá về chiếc Ducati 959 thì mình nghĩ rằng đây là một chiếc siêu xe thể thao, thật sự là ông vua đường phố rồi. Rồi, một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Và nếu thấy clip hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe ủng kênh và chờ đón các video tiếp theo.